Một em kem nền phù hợp với hầu hết mọi loại da thì chắc chắn phải điểm danh ngay em kem nền của nhà Milani này. Và đặc biệt ở đây, bạn nào mà sở hữu làn da dầu và làn da hỗn hợp thiên dầu á thì cứ yên tâm khi mà sử dụng em này nha. Tại vì em này cũng có khả năng kiểm soát dầu nhờn khá là ok la luôn. Và ở đây nếu bạn sở hữu làn da dầu và da hỗn hợp thiên dầu á thì em này sẽ có khả năng bền màu lên đến là 6 tiếng đồng hồ luôn. Còn nếu như mà các bạn sở hữu làn da khô giống như Suka thì cứ yên tâm hoạt động thoải mái cả một ngày dài mọi người nha. Và ngoài ra trong em này còn có khả năng chống nước cho mình nữa. Cho nên ví dụ mọi người tham gia hoạt động ngoài trời nè hay là mọi người quay chụp ở ngoài trời á thì cứ yên tâm với em này nha mọi người nha. Được cái packaging của em này sẽ thiết kế là cái đầu bông cho mọi người, nên mọi người có thể dễ dàng kiểm soát được cái lượng kem nền mình lấy ra cũng như là có thể bảo quản được sản phẩm nha. Và được cái với em này Suka đánh giá là có độ che phủ khá là cao, giống như trên video clip á là cái làn da của chị này là có khá là nhiều lỗ chân lông to, nhưng mà được cái em này có khả năng che phủ gần như là hoàn hảo cho mình luôn. Và cái mức giá của em này cũng khá là bình dân, nên Suka nghĩ là ai cũng có thể sở hữu được em này nha. Cho dù là bạn sở hữu một cái tông da sáng hay một tông da ngâm đi nữa thì em kem nền của nhà Milani này vẫn có thể đáp ứng được mọi người ha. Nhanh tay click vào phần giỏ hàng phía dưới á để có thể mua ngay sản phẩm này về.